khi em biết điểm thì em rất là vui sướng à, em gần như không nói lên lời. Giáo viên này người ta rất là thân thiện, tận tình, đáng tin cậy. Kang was one of my most memorable students. He was one of the smartest boys in class, always was. For all those times you stood by me, for all the truth that you make me see, for all the joy you brought to my life. Buồn cực. Em hiểu là ba mẹ em thương em tại vì ba mẹ em là cái người mà hiểu em nhất, nên là không có nồng đếm được. Cảm ơn cha mẹ nhiều vì đã nuôi nấng con và giúp con tiến hành trong mười mấy năm qua. Để mình có thể ở gần con thì hầu như chị đều quyết định điều đó và chị không hối tiếc, bởi vì không có gì quý giá hơn là con mình. Cha mẹ là quê hương mà. Mà rất là yêu thương con. You were my strength when I was weak. You were my voice when I couldn't speak. Thực sự là xúc động. Tại vì cha mẹ nào cũng vậy, cha mẹ nào cũng mong muốn thấy con mình giỏi, thành tài. Thấy khi mà thấy được cái thành quả của bé thì lúc đó là mình hạnh phúc lắm, xúc động lắm. VUF tổ chức những cái buổi như thế này rất là hay, rất là cần thiết. Phụ huynh tới dự thì cũng cảm thấy mình rất là được trân trọng. You give me wings and make me fly. Gia đình của em cũng đã nỗ lực hết mình để giúp đỡ em trong con đường học tiếng Anh của mình. Em rất là tự hào về bản thân và vì đã đạt được những này, và em muốn cảm ơn bố mẹ vì đã giúp em đạt được đến ngày hôm nay. Lớn nhất để mà em có đạt được điểm cao như vậy là niềm đam mê học tiếng Anh của em. Steven is always one of the standouts and he's helped me a lot through my English journey, and one of those results is the IELTS score which you are recording right now. Your English, your future.